Nặng nhỉ? Bạn này thì nặng thế. Em ơi! Này xong rồi mình xử lý ở đấy sẹo nữa. Mặt cái này là nặng nhỉ? Anh nhìn. Thế ra nó có mụn ẩn này, đúng không? Thằng này cũng là con sẹo với mụn thôi. Đây cũng thế này, bên này cũng vậy. Đây xem bên này này, chán này, xuống đây. Thế ở nhà thì ngoài vấn đề tự ra hiệu thuốc mua thuốc ra thì em có hay cạnh nặng không? Chắc là nó có phải nặng. Em không nghe được. Không nói được. À, nó bị nặng quá. Vậy? Phương pháp gì để điều trị chưa? Em có bôi thuốc. Em là bôi thuốc kiểu bác sĩ kê đơn hay là em tự đi tìm kiếm? Hôm trước anh thì em đi khám, tức là em về tại vì em bận quá không dẫn em ra đâu để, thế là em lại đưa cái thuốc nó cho anh kê cho em ăn dùng, thế là em cứ đưa nó. Đây là thuốc của anh kê đúng không? Vâng. Chứ không được, phải tưởng mình phải điều trị cho nó đúng em ạ. Vâng, đúng rồi, làm là sạch này vì... Thứ hai là xử lý kinh nhân, thứ ba là anh kê đơn cho mục tiêu cố gắng là một tháng nó khỏi được khoảng 90% nhé em nhé. Để làm được như thế về nhà về hạn chế cái nóng với dầu mỡ, không sờ tay lên mặt không kể này. Cái đấy khó. Khó hay dễ? Dễ. Dễ. Về hạn chế thức khuya nha em nhé. Không nặng quá. Mấy cái sản phẩm em có dùng cái sản phẩm gì không mà nó lên nhiều này? Em không. Kệ nó luôn à? À, có cái mà thuốc bôi ấy. Em vẫn mưa ngoài em dùng ạ. Ok. Của em bây giờ là da nó dâu, một lỗ chân lông giãn, có nhiều cái mụn ẩn em ạ. Cái này phải điều trị nhé. Vâng. Một là mình sẽ làm sạch này, thứ hai là xử lý kinh nhân, thứ ba là anh kê đơn. Mục tiêu của mình là một tháng thì nó phải khỏi được khoảng 90% nhé. Vâng. Về nhà em phải hạn chế ăn đồ cái nóng và dầu mỡ, không sờ tay lên mặt không kệ nặng. Vâng. Khó. Vâng. Dễ đúng không? À, bây giờ hạn chế thức khuya nhé em nhé. Lên nhiều mụn quá nhỉ. Cái này xem này. Thế ở nhà em có dùng cái thuốc gì nữa không? Khác không? Em dùng không. Thuốc của bác sĩ được chứ? Ok, được rồi. Thế bây giờ mình sẽ làm sạch này, xử lý mụn này, hút tắc nghẽn nha em nhé. Vâng. Với cả là anh kê đơn cho em cố gắng trong một tháng nó khỏi 90%. Nhưng điều trị thì phải có một phác đồ em ạ nhé. Không được dừng giữa chừng nhé. Về nhà phải hạn chế đồ cây nóng với dầu mỡ nhé. Không sờ tay lên mặt, không kệ mặn, được không? Vâng. Đây nhiều sẽ nhiều mụn kinh khủng luôn. Bên này đây. Mụn của em chủ yếu là cái mụn ẩn ấy. Vâng. Yeah, mụn ẩn nhiều lắm. Ok. Rồi, anh em nhé. Bây giờ thì em thứ nhất là nó có nhiều cái mụn ẩn ở đây này. Vâng. Với cả viêm, quay bên này này. Thế có đã dùng thêm cái sản phẩm gì không? Cái mua trên mạng các thứ không? Chưa dùng gì. Cái này phải điều trị rồi em ạ. Thứ nhất là mình phải làm sạch, thứ hai là xử lý cái nhân này. Vâng. Thứ ba là anh kê đơn cho em. Mục tiêu bây giờ một tháng phải khỏi 90% nhé. Chưa. Mục tiêu thế đấy. Tự rửa mặt rồi. Vâng. Có dùng đồ bôi, đồ uống gì không? Không, cả một phần cái nọ là thuốc thâm rồi ạ. Mỗi hai vấn đề. Cái này của em thì thứ nhất là em da em dầu, lỗ chân lông giãn, mụn đầu đen, mụn ẩn rất là nhiều nhá. Có cả vết thâm và sẹo rồi. Bây giờ mình phải điều trị đúng em ạ. Một là phải làm hút tắc nghẽn này đỡ lên mụn ẩn này. Thứ hai là xử lý cái nhân bằng công nghệ laser. Thứ ba nữa là anh kê đơn cho em. Mục tiêu của mình là khoảng một tháng em sẽ khỏi được khoảng 80 đến khoảng 90% nhá. Để làm được như thế thì về nhà em phải hạn chế đồ cái nóng và dầu mỡ này. Và không sờ tay lên mặt, không kệ nặng nhá. Cái đây khó cũng dễ anh ạ. Và về hạn chế thức khuya nhá. Xác định là một cái sẹo lồi ở vùng ngực của em đấy, mà anh thấy bây giờ nó đang phát triển sang cái hướng bên trái của em này. Đang phát triển bên đây. Đúng rồi. Cái này em phải mặc áo nâng đi, mặc áo nâng ngực ấy. Thì áo cố định ngực có cái nọng ấy. Đấy, thứ hai nữa là cái này phải điều trị thì nó mới đỡ được em ạ. Đấy, điều trị thì ở đây anh sẽ dùng công nghệ laser là chính để anh xử lý cái sẹo này của em, nhưng nó phải có một lộ trình đấy. Cái mụn của mình thì chủ yếu nó là mụn ẩn với cả mụn viêm khá là nhiều. Cái lại da nó khô lắm, nhờn. Cả nám nặng nhá. Cái này về nhà mình phải hạn chế cây nóng với dầu mỡ nhé. Không sửa tay lên mặt không kệ nặng. Đấy, bây giờ mình sẽ làm gì? Mình sẽ làm sạch để nó đỡ lên nhân mụn ẩn. Thứ hai là xử lý cái nhân bằng công nghệ laser. Cái vết thâm này thì nên làm một cái laser trị thâm nhé, cho nó nhanh. Mục tiêu của mình là một tháng mụn nó phải khỏi được khoảng 90%. À, quan trọng nhất là đừng có sửa tay nhé. Cái đấy khó không? Cái đấy dễ. Ok, bây giờ hạn chế thức khuya nhé. Vâng. Nên nhăn khá nhiều, cái này có thể làm vuốt laser để xóa được nhăn nhé. Vâng. Bị đúng nặng đấy nhỉ. Ở nhà có dùng một phương pháp gì điều trị không? Em không. Kệ nó luôn à? Đây, khuyên của anh đầu tiên đó là em nên kẹp tóc gọn nhé. Và dù tóc của em rất dài và đẹp nhưng mà em nên kẹp gọn lên. Bởi vì tóc em nó là keratin, khi nó trà sát qua lại thì nó sẽ mang vi khuẩn từ vị trí viêm sang vị trí khác. Và thứ hai là tăng thâm nhé. Nên em nên kẹp gọn lại là một. Thứ hai là bây giờ mình phải điều trị cho đúng. Da em là da dầu nhờn, mỗi chân lông giãn, rất nhiều mụn ẩn với cả mụn viêm, có cả sẹo vết thâm rồi. Hơi tiếc là có sẹo rồi bởi vì em không điều trị sớm. Cái này mình phải làm sạch để nó đỡ lên mụn ẩn này. Thứ hai là xử lý cái nhân bằng công nghệ laser. Thứ ba là anh kê đơn cho em. Mục tiêu là gì? Một tháng nó phải khỏi được khoảng 90% nhé. Để làm như thế thì về nhà em phải hạn chế cây nóng với dầu mỡ, không được sờ tay lên mặt không kệ nặng. Cái đấy khó.
Dễ à? Ok, với em phải hạn chế thức khuya nghe em nhé. Sao cái đấy thì lại khó à? Không có chi chỗ này nữa. Cái này của em là sẹo lồi vùng ngực. Cái này thì phải là dần dần em ạ. Tối thiểu 7 đến 8 lần đấy. Hai tuần em đến một lần nghe em nhé. Quá nhiều đấy. Nhất là mụn ở trán có, má có này, cằm có, xung quanh miệng đều có cả. Bên này cũng thế, kèm thêm nữa này em bị vết thâm đấy mẹ. Thâm nhiều đấy. Thâm rất nhiều, nhất là vùng cằm này. Cái này em có hay cạy không? Em có. Thường xuyên đúng không? Ừ. Thôi bỏ thói quen cạy đi nhé. Bây giờ thứ nhất là mình phải làm sạch để nó đỡ lên mụn ẩn này. Thứ hai là xử lý cái nhân bằng công nghệ laser. Thứ ba là anh kê đơn cho em. Mục tiêu là một tháng nó sẽ khỏi được khoảng 90%. Để làm được như thế thì về nhà em phải hạn chế canh nóng dầu mỡ, không được sờ tay lên mặt, không cạy nặng. Cái đấy khó dễ đúng không? Hạn chế thức khuya nha em nhé. Còn mấy cái nốt ruồi này thì kiểu có thể tẩy một lần là hết rồi em ạ, nha em nhé. 3-4 năm. Hiện nay bây giờ dưới da của em thì nó có rất là nhiều cái mụn, gọi là để lại cái sẹo thâm ấy, với cộng với cả sẹo lõm ở trên da của em. Vẫn còn mụn nhưng mà không nhiều thôi. Đây này, vẫn còn mụn này, em sờ em thấy lần sần này, đúng không? Cái mụn nó nóng ấy ạ. À? Mụn ăn đồ nóng. Mụn ẩn em ạ, bên này em xem này. Bên này em cũng có. Bên này cũng có, và sẹo thì rõ. Có cả giãn mạch này, nhiều cái mạch máu giãn lên này. Ngày xưa em có dùng kem trộn không chứ gì? Ngày xưa em có bị đôi cái rễ cây một lần đó, đúng rồi. Nên là anh thấy nó có giãn mạch nhiều. Da của em có nhiều vùng nó còn đỏ, quanh mũi này vẫn đỏ này, đúng không? Bây giờ em khó chịu ở cái sẹo là một này, thứ hai là da nó đỏ, đúng không? Nhưng mà anh thấy em còn vẫn còn có mụn với da em ạ. Mụn ẩn đi. Nhưng cái mụn này kiểu em ăn đồ nóng thì nó mới nên thôi ạ. Bình thường thì không có. Vâng, không có. Cái sẹo rỗ này thì mình có thể dùng phương pháp cấy da tế bào gốc để làm ở đây lên em ạ. Vâng. Thường nó đây được khoảng 60-70%. Vâng. Nhưng mà mình cũng phải làm có một cái lộ trình. Khoảng 2 tuần mình điều trị một lần nha em nhé. Sau khi điều trị xong về nhà mình phải có sản phẩm uống, sản phẩm bôi để phục hồi cái da của em. Của em thì nó vừa có mụn vừa có sẹo em ạ. Hiện nay bây giờ nó vẫn có mụn ẩn ý. Bên này xem. Có cả mụn viêm này, đúng không? Cái này mình phải điều trị cái mụn thật tốt em ạ. Sau đó mình mới điều trị được sẹo nhé. Cái mụn thì mình sẽ làm cho làm sạch để nó đỡ lên mụn ẩn này. Thứ hai là xử lý cái nhân bằng laser. Thứ ba anh kê đơn cho em mục tiêu là một tháng mụn nó khỏi được 90%. Em có cả thâm với cả sẹo thì em có thể cân nhắc. Ở phía trên có một chút. Đấy thì theo anh là em có thể điều trị cái thâm luôn trong quá trình điều trị mụn nhé. Cái rỗ thì nó rất rõ luôn. Cái này do em bị mụn này xong để lại rỗ. Vâng. Bạn gái kia bạn em cũng có nhưng ít hơn. Cái rỗ này của em thì mình có thể dùng phương pháp cấy da tế bào gốc để phục hồi được. Cấy da tế bào gốc ạ? Ừ. Em tưởng xịt tiên laser. Tiên laser nó chỉ là một phần trong đấy thôi em ạ. Yeah. Sử dụng công nghệ cấy da tế bào gốc nó sẽ phục hồi cái sẹo này của em được khoảng 60-70%. Như vậy là liệu trình mấy lần ạ? Thông thường một liệu trình điều trị tối thiểu là khoảng 7-8 lần. 2 tuần điều trị một lần nhé. Trong quá trình điều trị thì nó sẽ có tổn thương với da của em đấy. Ví dụ như thế. Dạ dày với mấy nên nó rất hay bị mụn ở cằm ạ. Cái này nó là một cái nhọt rồi. Thì nếu mình sẽ phải chích cái này ra. Nhé. Nhưng mà nó nhẹ lắm, yên tâm. Sau đó về nhà mình dùng thuốc uống thuốc bôi là nó ổn thôi. Nhé. Mụn bọc này cộng em bị nhiều mụn bọc lắm bây giờ vẫn có này mụn bọc cộng thêm cả mụn đầu đen nữa. Đúng nghe bên này xem nào mụn thì nhiều lắm da em là da dầu lỗ chân lông giãn có cả sẹo rồi cái này em bị nhiều lần rồi sau đó nó đỡ nó lại bị vâng đúng rồi anh đúng rồi. Nó tự đàn hồi lại xong nó lại bị đấy là do bởi vì em không có cái gọi kiến thức em chăm sóc da không có sản phẩm vâng đúng rồi cái này phải điều trị cho nó về bình thường này em ạ thứ nhất là mình phải làm sạch để đỡ lên mụn ẩn này thứ hai là xử lý cái nhân bằng laser thứ ba là anh kê đơn cho em cố gắng là một tháng thì nó phải khỏi được khoảng 80-90%. Một tháng ạ. Em cũng bận đi làm lắm đâm ra là thì cũng phải cố gắng thế làm sao một tuần gặp anh có một lần thôi mà về nhà phải hạn chế cây nóng dầu mỡ em ăn cây nhóm hạn chế đi cũng sao là không được sờ ra đây mà không cây nặng cây nóng thì em hạn chế hơn một chút xíu chứ không phải là không được ăn nha em nhé. Cái này của em nó là viêm môi bóng quẩy mà bây giờ còn đang cho con bú không có vậy là cho con bú thì điều trị nó cũng khá là khó khăn em ạ. Bởi vì cái này của em nó là do cái môi của em nó đang bị tổn thương nhiều ấy. Gần 2 tháng. Hiện tại sẹo của em nó đang đỏ và nó có tăng sinh mạch rất là nhiều. Cái này thì thứ nhất là anh sẽ cho em dùng thuốc để điều trị nội khoa trong khoảng tầm 1 tháng. 1 tháng sau thì mình sẽ xem xét để có thể bắt đầu điều trị laser được nghe em nhé. Em sao có mụn thịt ở đây rồi nhỉ? Chị bắn nám à? Không. Chị không ăn nám, đây này, cả mụn thịt đây này. Đầu tiên nó chỉ có 1-2 mụn thôi. Thế xong đến lúc người ta cho thuốc tê vào ấy, làm sao nó nổi nhiều lắm. Nó nổi đây này, nó nhỏ li ti như trên này này. Thế mà người ta bắn
thế nó lát bét hết mặt. Ra spa nào ở đâu? Ở Phủ Lý. Ôi giời ơi, cái này em xem này. Cái này của chị nó đang là tăng sắc tố sốc viêm kìa. Mình phải điều trị ngay nếu không thì nó thâm xì hết. Nguy hiểm. Cái này thứ nhất là mình sẽ làm cái gì? Mình sẽ kê đơn nhé. Thứ hai là về nhà thì mình sẽ bôi thuốc đều đặn. Thứ ba là ở đây thì mình sẽ chạy được cái laser để trị thâm nhé chị nhé. Nó đỡ hơn. Của anh hiện tại bây giờ nó đang bị một cái pit gọi là một cái tăng sắc tố anh ạ. Bây giờ này của anh cũng bị thâm nhiều. Không, cái... mình bị mỗi này thôi. Ừ. Cái này thì không, nó thì là... kệ nó đúng không? Đây là da của mình thôi. Cái này là cái này là mụn trứng cá. Cái này mình sẽ dùng công nghệ laser để mình điều trị anh ạ. Kết hợp với cái ống mê bôi thì dần dần cái này nó sẽ chuyển sang cái màu sáng dần anh ạ. Phục hồi dần. Anh bị bao lâu rồi? Dạ rồi. Em dùng phương pháp gì rồi? Tên em đi khám bệnh viện. Nó cũng ít thôi ạ. À. Nhưng mà nó bị tái phát lại nó xanh. Cái này của em nó là một cái sẹo lồi vùng ngực nhá. Yeah. Bác sĩ nó... quay à? Đúng rồi, nhưng không quay mặt em à. Em phải lưu lại chứ. Phải xong so sánh. Không có mặt em đâu mà lo. Cái này thì có rời biết là ai. Cái này của em phải điều trị em nhé.